Chào các em, đây là một cái video cô lại hướng dẫn cái bài toán là nhập vào một dãy số nhị phân và in ra giá trị của n trong cái hệ thập phân. Như vậy ta sẽ đi xét một cái dãy sau để các em hình dung ra là cái cách chuyển đổi nó như thế nào trong thuật toán. Như vậy cô ví dụ cô có cái dãy là 1, 1, 0, 1 trong hệ cơ số 2. Cô muốn chuyển đổi về hệ thập phân thì các em hiểu rằng bắt đầu tính từ đây sang những cái chữ số 0, 1, 0, 1, 1 đây được gọi là hệ số và số mũ của nó bây giờ bắt đầu từ đây là mũ 0, mũ 1, mũ 2 và mũ 3. Rồi, như vậy ta sẽ lấy hệ số của nó và nhân với hai mũ tương ứng. Hệ số của nó nhân với hai mũ tương như vậy kết quả của nó sẽ bằng gì? 13 trong cơ số 10. Đó. Như vậy, bài toán đặt ra là bây giờ làm thế nào để các em tách được từng cái hệ số này và có một cái biến ban đầu nó bằng 0 và bắt đầu mỗi lần chạy thì nó sẽ được cộng lên 1 để được gọi là biến số mũ. Và cuối cùng em sẽ lấy tích của tổng của những cái tích này với nhau thì nó ra được là hệ thập phân. Như vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển đổi từ cái việc là nói bằng toán học như thế sang chương trình của C cộng cộng như thế nào thì mời các em cùng theo dõi tiếp. Các em sẽ mở một cái file mới và in ghi lại với cái tên là thập phân .cpp. Rồi, bây giờ ta lại đi tiếp tục. Bây giờ các em sẽ có một cái biến là biến hệ số, có một cái biến là số mũ ban đầu các em cho bằng 0 vì số mũ ban đầu là 0 mà. Và có một cái biến là biến biến tổng đúng không? Biến tổng. Rồi, vậy bây giờ đầu tiên ta sẽ đi làm thế nào để tách ra được cái số đó. Vậy thì ta sẽ đi tìm là cái hệ số. Hệ số làm sao tách được? Thì nó bằng hệ số và chia cho gì? Chia lấy phần dư cho 10, các em sẽ tách được từng cái hệ số một. Sau đó thì n, cái n mà ban đầu của em ấy muốn tìm được thì nó sẽ bằng gì? N chia cho 10. Như vậy lúc này là s được tính bằng s cộng với gì? Cộng với cái hệ số rồi nhân với cái lũy thừa của nó, tức là hàm gì? Hàm power của 2 với lại gì? Số mũ. Như vậy sau khi làm xong rồi thì các em phải tăng số mũ lên. Tăng lên. Đến số mũ lần lượt từ 0 cho đến gì? Cho đến n trừ 1 mà. Rồi, sau khi làm xong đâu đấy rồi. À, và cái này thì bắt buộc các em phải có
là chừng nào thì nó dừng lại là mình dùng một cái vòng while. Khi nào mà n bằng n đang còn gì, n đang còn khác không thì mình sẽ thực hiện các công việc này. Sau khi xong rồi mình sẽ return lên cái bảng s này lên. Rồi bây giờ thì ta sang cái chương trình chính. Các em sẽ khai báo một cái biến n và đi nhập dữ liệu cho n. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ cout ra, đi khai báo, đi in ra cái bảng tổng này thôi. Đó là em gọi cái hàm gì, thập phân của n. Bây giờ thì ta thử chạy chương trình xem thế nào. Anh bạn này báo lỗi à? Bạn này báo lỗi chỗ này là số 2 chứ không phải là chữ S. Rồi, ta thử xem. Vẫn báo lỗi à? Báo lỗi chỗ này các em này, lúc này cô đền là HS bằng HS chia phần trăm 10 nhưng mà là N chứ không phải là phần trăm luôn nhá. Rồi. Vẫn còn lỗi à? S bằng N chia 10 tổng bằng tổng cộng với hệ số nhân với lại lũy thừa của 2 với SM. Chỗ này sai là đúng rồi. Đến đi. Cái câu lệnh khai báo này phải nằm ở ngoài vòng while các em này. Nó phải nằm ở chỗ đây này. Rồi, bây giờ ta thử chạy xem. Ok. Như vậy à, ví dụ như nhập mà dãy số à. Đó. Nó tính ra được 2559. Ok, như vậy là cái bài toán là chuyển đổi một cái số từ hệ thập phân từ hệ nhị phân sang dãy thập phân là đã giải quyết được em nhé. Và cái chỗ này các em cũng có thể làm thử nghiên cứu xem mình dùng định quy thì nó như thế nào. Đó, chào các em.